Các bé ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tập đánh vần các loại rau củ nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ngờ ê nghe nặng nghề. 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 Củ nghề. Nghệ. Củ nghệ. Ôi ôi. Tờ ơi tôi hỏi tỏi. 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 Củ tỏi. Tỏi. Củ tỏi. Ở M âm. N âm năm sắc nấm. 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 Cây nấm. Nấm. Cây nấm. Ở U âu. Bờ âu bâu huyền bầu. 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 Quả bầu. Bầu. Quả bầu. Ưa bờ ướp. Mờ ướp mướp sắc mướp. 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 Quả mướp. Mướp. Quả mướp. Nghệ. Nghệ. Tỏi. Tỏi. Nấm. Nấm. Quả bầu. Quả bầu. Quả mướp. Quả mướp. Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!